Đằng sau lớp lưới của em loa T33 Pro màn hình này thì có gì hả anh chị? Ok, hôm nay em sẽ gỡ con lưới này ra để cho anh chị xem chiếc loa bên trong của nó nha. Rồi đây. Đó, gỡ mặt lưới cũng rất là dễ dàng thôi. Em sẽ chỉ cần là một cái cây nhỏ nhỏ như này em nạy. Đó, các bác cứ nếu như là muốn giống em thì anh chị cứ nạy nhẹ nhàng thôi. Đây. Đây. Rồi. Cứ bình tĩnh thôi nhé mấy anh chị. Rồi, sẽ coi được là bên trong em nó sẽ có cái gì đây ha. Công suất cũng khá là lớn nha. Đây, em cũng chẳng biết ở trong đây nó có gì hết chị. Anh chị coi thử nè. Đây. Đó. Rồi, 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 ra rồi, ra rồi. Đây, 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 đây. Đây, rồi, ok. Đây rồi anh chị ơi. Đó, đằng sau lớp lưới của em loa T33 Pro thì nó sẽ có những chiếc loa như sau. Ha, một em bass 20, một em chép và một em chung, kèm thêm là một lỗ thông hơi đồ nữa. Đó, cho nên là con này công suất thì mình có thể đáp ứng được nhu cầu 9 cho tới 10 người. Cái này anh chị cũng nghe nhiều rồi đúng không? Đây, thì đây, loa bass của nó thì em nói là bằng vân cao su, rất là dày dặn giống như thế này. Đó, anh chị coi này, cận cảnh này, cận cảnh lại cho chị coi cái con loa bass này. Nó dày lắm nha mấy anh chị, không phải là mỏng lắm nha. Dày nè, đó, em đẩy như thế này là anh chị cũng khá là nhận biết được là rất là dày nha. Đó, bass đánh rất là ấm, kèm thêm chung và chép nữa, cho nên là hát karaoke cũng khá là sáng. Và chiếc màn hình của em nó thì anh chị cứ sử dụng là một cái nền tảng trước giờ mình chị hay dùng ở trên điện thoại thôi, đó là YouTube ha. Tại đây anh chị cứ bấm vào mà anh chị sử dụng màn hình đó, cảm ứng này kia kia nọ, bấm nhạc lên và hát karaoke thôi, hoặc là nghe nhạc đó, rất là nhẹ nhàng, rất là nhạy anh chị ơi, bấm vào là nó đi thôi à. Đó, thấy không, rất là đã luôn. Đây, em sẽ cho chị nghe nhạc thử nè. Đây, tăng volume nè. Bo mạch thì nó nằm ở bên đây nha. Ngoài ra thì nó kèm đi kèm 2 mic cho mình nè. Rồi, test thử tiếng nhạc cho mọi người nghe nha. Đây. Nhưng mà theo em cảm nghĩ nó thấy là giống y như là những chiếc điện thoại nắp trượt với lại nắp bật hồi xưa đó anh chị, quay ngang quay ngửa quay đâu cũng được đó, vẫn là y chang đó. Cho nên là có nhiều bác kêu đứng trước lo hát sở hú hay sao đó, cho nên là anh chị đừng có lo. Đây nè, khi mà anh chị sở hú quá thì anh chị có thể là để nghiêng qua đó, anh chị nhìn màn hình qua đây thì cái mic nó nằm bên đây đó, nó không có chỉ thẳng vào loa thì nó không có hú à. Hoặc là mình quay luôn về đằng sau luôn đi cho nó tiện luôn đi đó. Mình chỉ cần thấy như vậy thôi, nó loa đằng trước phát ra đằng trước, đó mình nghe mình hát thôi, ok luôn nha mấy anh chị. Và đây là chiếc loa T33 Pro và nội thất của em nó đây, một bass 20, một chung, một chép, rất là đẹp ha mấy anh chị. Bác nào đó kết em này đem về xài giải trí cho việc gia đình, xem phim này kia kia nọ, hát karaoke thì chanh tay để lại comment cho em nha. Rồi chào các bác nha.